Nhà con trong rừng. Nơi ven rừng kia có một bác tiều phu mộc mạc, hiền lành, làm nghề đốn củi để sinh sống. Một ngày, như thường lệ, bác vác rìu hăm hở tiến về khu rừng phía đông. Đứa trẻ này thật tội nghiệp, bị bỏ lại nơi rừng sâu nguy hiểm. Nếu không được muôn thú bảo vệ, nuôi nấng thì có lẽ đã bỏ mạng nơi đây rồi. Chuyện này kể ra cũng thật kỳ lạ. Ta sẽ mang thằng bé về nuôi, dù không dư giả nhưng cũng không để thằng bé đói khổ. Và rồi cậu bé được bác tiều phu nuôi nấng, yêu thương như con đẻ của mình. Bác cho rằng cậu bé có một số mệnh kỳ lạ, vì vậy quyết định đặt tên cho cậu là Kỳ. Thời gian thấm thoát trôi qua, Kỳ lớn lên trở thành một chàng trai tuấn tú, khỏe mạnh vô cùng. Với sức khỏe đó, chàng thay cha đi đốn củi nuôi sống cả gia đình. Chắc có lẽ mình phải để mai quay lại đốn tiếp thôi. Trời sắp tối mất rồi, chắc cha ở nhà mong mình lắm. Hả? Chuyện gì thế này? Rõ ràng hôm qua mình đã đốn cái cây này được một nửa rồi. Thật kỳ lạ. Tức thật. Đã vậy, hôm nay mình nhất định phải đốn bằng được cái cây này. Mình đã gắng sức lắm rồi, nhưng vẫn không xong được. Thôi, đành phải để sang ngày mai vậy. Trời ơi là trời, bao nhiêu công sức của mình sao lại đổ xuống sông xuống bể thế này chứ? Ta sẽ đốn cái cây này cho bằng được. Ta không tin có điều gì lại thắng được sự kiên trì của ta. Hôm nay nhất quyết không xong không về. Cố mãi mà vẫn chưa đốn được cái cây này. Nhưng hôm nay mình nhất định phải trình xem chuyện gì đã xảy ra mà chỉ sau một đêm cái cây lại có thể tự liền da liền thịt như thế. Hả? Ôi không, chuyện gì thế này? Ông đang làm gì thế? Ông có biết cháu đã rất khó nhọc mới đốn được cái cây lớn này không? Sao ông lại phá hỏng công việc của cháu như thế chứ? Ta là Thái Bạch Tinh Quân, thì ra kẻ nhất quyết muốn chặt hạ cái cây này là ngươi đấy ư? Nhà tôi còn có cha già ốm yếu. Ngài nói xem, nếu tôi không chăm chỉ đốn củi thì cha tôi biết trông nhờ vào ai đây? Ta biết ngươi rất chịu thương chịu khó, nhưng ta không thể để cây cối trong rừng bị ngươi chặt hết thế này được. Thôi được rồi, ta sẽ ban cho ngươi cái gậy thần này. Ngươi hãy nhớ cho ta, mỗi khi ngươi chặt một cây thì đồng thời ngươi phải làm hồi sinh một cây khác, để rừng cây vẫn phát triển sinh sôi. Ta xin nghe lời ngài. Ôi, ôi, rắn, rắn. Chà, hóa ra là một con rắn chết thôi. Con rắn này có màu xanh tuyệt đẹp, thật đáng thương. Để mình thử hồi sinh nó xem sao. Nhưng có khi nào nó sống lại và làm hại mình không? Nhưng để nó chết ở đây cũng tội. Thôi, cứ cứu sống được nó cái đã. Sống lại rồi. Thật may quá. Chào anh, tôi là Tiểu Long Hầu, con Long Vương ở biển Nam. Hôm trước tôi có bị trẻ chăn trâu đánh dập đầu chết ở bờ sông. May thay được anh cứu sống. Ơn đức ấy quả là không biết lấy gì báo đáp. Nay tôi có chút lòng thành muốn gửi tặng anh. Thật may vì lúc đó có thể cứu được anh. Tôi không dám nhận những thứ quý giá này đâu. Anh hãy mang về đi. Tiểu Long Hầu nói thế nào, Kỳ cũng quyết không nhận vàng bạc châu báu. Quý tấm lòng của Kỳ, Tiểu Long Hầu đưa cho Kỳ một ống linh tê rẻ nước và ngỏ ý mời Kỳ xuống thủy cung chơi một chuyến để mở rộng tầm mắt.
Đâu? Nơi anh ở thật nguy nga, tráng lệ. Dưới này còn có rất nhiều cảnh quan kỳ thú. Tôi sẽ đưa anh đi tham quan thỏa thích. Biết chuyện Kỳ đã cứu mạng con trai mình, Long Vương lấy làm cảm kích vô cùng. Ngài sai người mang ra biết bao nhiêu sản vật quý hiếm dưới biển tặng cho Kỳ. Nhưng một lần nữa, anh lại nhất quyết từ chối. Vàng bạc châu báu, sản vật quý hiếm ân nhân đều từ chối. Ta và con trai thật không biết lấy gì báo đáp ân nhân. Khi ta cứu giúp con trai ngài, chưa bao giờ mong cầu được đền đáp. Vốn chỉ thấy đó là một việc đáng làm. Xin ngài và Tiểu Long Hầu đừng quá bận tâm. Ân nhân quả là người có tấm lòng thiện đức. Ta có quyển sách này xin tặng người. Đây là quyển sách cầu được ước thấy. Ta nghĩ chỉ có ân nhân mới xứng đáng có được quyển sách này. Được, vậy ta sẽ nhận quyển sách này và xin hứa với ngài sẽ sử dụng nó một cách hữu ích. Tưởng vị đó thế nào, 5 lần 7 lượt từ chối vàng bạc châu báu, vật phẩm quý hiếm, thì ra là muốn thứ quý giá hơn. Có quyển sách cầu được ước thấy thì muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu quý hiếm chẳng được. Trời ơi, năm nay lũ về sớm hơn dự tính. Bà con ơi, chạy nhanh đi. Năm nào lũ cũng đến tàn phá làng mình. Không thể như thế này mãi được. Mình phải thay đổi chuyện này. Với những phép biến hóa từ quyển sách cầu được ước thấy và cây gậy hồi sinh, chàng đã đi khắp nơi cúng nhân độ thế. Để cảm tạ ân đức của chàng, nhân dân đã tôn chàng lên thành bậc thánh thần. Về sau, thần theo dòng sông lớn tìm đến một ngọn núi cao chót vót 3 tầng, tròn như cái tán, rồi hóa phép mở một con đường qua các động, các suối lên đỉnh núi. Thần hóa phép tạo ra thành lâu đài để an cư. Thần thường xuống núi đi thăm thú cảnh đẹp và dùng phép cứu độ nhân dân. Ngọn núi thần ở là núi Tản Viên, nên người ta gọi là thần Tản Viên hay Sơn Tinh. Sói đen. Thích quá đi, mẹ ơi, con cứ muốn được mẹ làm như thế này mãi thôi. Chúng ta chơi trò gì bây giờ? Trò đuổi bắt đi. Ừ, chơi trò đó đi. Mẹ ơi, cho con ra chơi với các bạn nha. Ừ, con đi đi. Các cậu ơi, cho tớ chơi với. Không được, bọn tớ không chơi với kẻ lạc loài như cậu đâu. Lông gì mà đen xì. Đó là vì ba cậu ta là chó nhà, chứ không phải chó sói. Cậu ta đâu phải chó sói thuần chủng như chúng ta đâu. Tránh xa bọn tớ ra đi. Sao thế con? Sao con không chơi cùng các bạn? Các bạn bảo con là không muốn chơi với đồ lai như con. Thôi, không sao đâu. Con đừng bận tâm quá về chuyện đó. Rồi một ngày nào đó, các bạn sẽ lại chơi với con thôi. Đừng lo, vẫn có mẹ ở bên cạnh con mà. Mẹ! Mọi người tụ tập đủ chưa? Để đi săn nào. Mẹ ơi, con đi săn đây. Con sẽ mang về cho mẹ những miếng mồi ngon nhất ạ. Ừ, con đi cẩn thận nhé. Tránh ra, sói đen, đừng có hòng bọn ta chia cho miếng mồi nào. Ngươi không xứng đáng được nhận. Đúng vậy, tránh ra đi. Tớ chỉ muốn giúp các cậu thôi mà. Cơ hội đến với mình rồi. Đuổi theo nó. Tất cả là tại ngươi. Đúng là vô ích sự. Đã là một kẻ lạc loài thì nên biết an phận đi. Đừng có xen vào phá hỏng chuyện của bọn tớ. Mẹ, mẹ vẫn ốm sao? Mẹ có mệt lắm không? Chắc mẹ nhiễm bệnh giống mọi người rồi.
con tạm lánh đi một thời gian đi, không sẽ bị lây đó. Không, con sẽ không bỏ mẹ đi đâu. Con sẽ tìm thuốc chữa cho mẹ và cả cho mọi người. Nó làm được cái gì kia chứ? Mẹ, mọi người hãy tin ở con, nhất định con sẽ đem thuốc về. Mọi người hãy đợi con sẽ về ngay. Lá thuốc thì có đấy, nhưng lấy được nó gian nan lắm. Gian nan mấy, cháu cũng phải cứu mẹ, cứu cả đàn. Được rồi, vậy thì cháu hãy... Mọi người đỡ ốm chưa? Rối đen ơi, bọn tớ muốn xin lỗi cậu. Bọn tớ đã luôn miệt thị cậu, chế giễu cậu vì lai lịch màu lông của cậu. Vậy mà cậu vẫn giúp bọn tớ cả đàn thoát khỏi bệnh. Bọn tớ vô cùng ân hận. Không sao đâu, sống trong cùng một đàn, chúng ta phải luôn giúp đỡ nhau mà. Mọi người cùng gặp khó khăn như vậy, làm sao tớ có thể bỏ mặc thế mà đi được. Cảm ơn cậu, sói đen. Năm xu cam thảo. Yeah, mình thắng rồi. Không chịu, chơi lại ván khác đi. Được, thích thì chơi. Yeah, mình thắng rồi. Không chịu, chơi lại ván khác đi. Đám trẻ ranh này ầm ĩ quá, làm mình nhầm lẫn hết cả rồi. Này, lũ trẻ kia, đi chỗ khác mà chơi. Ồn ào quá. Chúng cháu có làm gì đâu ạ? Chúng mày còn muốn làm gì nữa? Không đi ngay khỏi đây, ông thả chó ra đuổi cắn cho cả lũ bây giờ. Thiếu gì chỗ chơi mà ngày nào cũng ngồi trước nhà ông cãi nhau inh ỏi lên thế. Thôi, ta ra gốc đa gần quán nhà bà Bảy chơi vậy. Phải đấy, đi thôi. Nhưng mà mình có làm gì ông ấy đâu chứ? Người đâu mà khó tính thế không biết. Thật đáng ghét. Yên tĩnh thế này mới tính toán được chứ. Nghe cái tiếng này sao mà thích thế. Chà chà, tính nốt nào. Cháu chào ông ạ. Cháu chào ông. Mua gì không bán nợ đâu nha. Không ạ, cháu có tiền, ông bán cho cháu 1 hào cam thảo ạ. Ừ, được rồi. Đây, 1 hào. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Nào, mua gì? Dạ, cháu cũng mua 1 hào cam thảo ạ. Hả? Thế sao không bảo luôn, để người ta cất đi rồi mới nói. Dạ, ông có hỏi gì đâu ạ. Được rồi, chờ tí. Này, đây. Vâng ạ, cháu xin ông. Nào, cũng 1 hào cam thảo phải không? Dạ, không ạ. Ừ, được rồi, thế chờ ta tí. Nào, mua gì nhóc? Dạ, cho cháu 5 xu cam thảo ạ. Hả? Sao mày bảo không mua cam thảo? Cháu bảo không mua 1 hào cam thảo đấy chứ. Vì cháu mua có 5 xu mà. Ông có bán không? Bán. Thôi, ông không bán nữa. Mày đi cho ông nhờ. Nàng hạt. Ngày xưa, tại một ngôi làng xa xôi dưới chân núi Phú Sĩ, có một cặp vợ chồng già chung sống hòa thuận với nhau. Chỉ tiếc rằng
họ không có lấy một người con. Bà ở nhà nhé, tôi vào rừng xem có săn được con thú nào không. Ông đi cẩn thận, đừng săn muộn quá nhé. Ủa, có con gì dính vào bẫy? Một con hạc, tốt quá. Thế là tối nay có thịt để ăn rồi. Xin ông tha cho con, đức hiếu sinh của ông sẽ được đền bù xứng đáng. Thôi được, ta sẽ tha ngươi ra. Dù sao, bấy lâu nay vợ chồng ta chịu khổ cũng quen rồi. Xin đa tạ ông. Xin lỗi bà, hôm nay tôi lại không săn được gì. Không sao đâu ông, vẫn còn có rau và đậu mà. Tôi mới nấu xong rồi, ông vào ăn luôn đi. Cháu chào ông bà. Cháu từ xa đến đây nhưng bị lạc. Ông bà có thể cho cháu tá túc một đêm được không ạ? Vốn tính lương thiện, họ đã đồng ý cho cô gái vào nhà. Sáng hôm sau khi thức dậy, cặp vợ chồng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà đã được dọn dẹp gọn gàng và đồ ăn sáng đã được bày sẵn trên bàn. Cháu từ đâu tới và đến đây có việc gì thế? Cháu ở thôn Tuyết Lương, cháu đến đây để tìm ba mẹ ạ. Cháu ở với chú thím từ ngày nhỏ, gần đây họ nói rằng có tin của ba mẹ cháu ở vùng này nên bảo cháu đi tìm, nhưng cháu đi mãi mà vẫn không thấy tung tích của ba mẹ đâu cả. Chú thím đối với cháu có tốt không? Thật ra họ không hề yêu thương cháu. Cháu gái tội nghiệp. Vậy thì chắc là họ bày kế để đuổi cháu đi rồi. Hay là cháu ở lại đây đi. Chúng ta cũng già cả rồi mà không có một mụn con. Có cháu, chúng ta sẽ vui lắm. Đúng đây, hãy ở lại đây đi cháu. Thế là từ đó, cô gái ở lại cùng hai ông bà lão tốt bụng. Họ gọi tên cô là Hạc. Gia đình thêm một miệng ăn khiến ông bà lão càng khó khăn hơn. Nàng Hạc thấy vậy bèn đưa ra một lời đề nghị với họ. Con có tài dệt lụa rất giỏi, nhưng con cần phải hết sức tập trung. Bởi vậy xin ba mẹ hãy sắp xếp cho con một nơi yên tĩnh. Và xin hãy hứa đừng nhìn con khi con làm việc. Ông bà lão đồng ý với nàng Hạc mà không hề thắc mắc gì. Họ sắp xếp cho nàng một căn phòng riêng phía sau nhà để làm việc. Đẹp quá, tôi chưa từng thấy mảnh lụa nào đẹp thế này. Chúng ta sẽ bán những mảnh lụa này để lấy tiền trang trải ba mẹ ạ. Họ cùng nhau chuyển những xếp lụa lên chợ huyện để bán. Chỉ vừa đặt những tấm lụa xuống, mọi người đã xúm lại mua. Chẳng mấy chốc, họ đã bán hết sạch số lụa mang đi. Số tiền thu được đủ để chi dùng trong vài tháng. Khi đã quen đường, nàng Hạc xin đi bán một mình để ba mẹ ở nhà được nghỉ ngơi. Việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Nhờ vào số tiền bán lụa, nàng Hạc đã cất cho ba mẹ một tòa nhà mới khang trang. Nhiều người thấy vậy liền cất công đến xin nàng chỉ dạy. Trong đó có một bà hàng xóm vô cùng xấu tính. Xin cô hãy dạy cho con gái tôi cách dệt vải đẹp như cô có được không? Cháu xin lỗi, nhưng đây là bí quyết riêng, cháu không tiện tiết lộ ạ. Cái đồ làm phách, cô cứ chờ xem. Tôi nói bà nghe, cô Hạc á, cô ấy lên chợ huyện làm cái gì? Chứ tôi không tin là chỉ bán vải mà có được cơ ngơi đấy đâu. Có khi là cặp kè làm việc thất đức chưa biết chừng. Chứ trước giờ tôi có thấy cô ta dệt vải bao giờ đâu. Cô ta có nhan sắc như thế, lại thường xuyên lên tỉnh một mình, tiếp xúc nhiều người đàn ông. Nói không có chuyện gì thì khó tin là nha. Một đồn mười, mười đồn trăm, tin đồn về đức hạnh của nàng Hạc ngày càng khiến cho ông bà lão đứng ngồi không yên. Chúng ta đã hứa không nhìn con bé lúc nó làm việc rồi mà. Nhưng mà tôi lo lắm, một mình nó sao có thể dệt được nhiều vải như thế. Chúng ta cứ kiểm tra cho yên tâm ông ạ. À, thế rồi họ quyết định cùng đi xem rốt cuộc nàng Hạc đang làm gì. Nó là... Con chính là con Hạc do ba bẫy được. Nhờ ba thương tình thả con ra
nên con muốn quay lại đền ơn. Nhưng vì chưa thành quả tu nên tạm thời không thể để ba mẹ nhìn thấy hình dáng thật. Nếu không, con sẽ phải trở lại kiếp hạt sương và tu lại từ đầu. Giá như ba mẹ tin con, đợi thêm một thời gian nữa, con sẽ tu thành người, trở thành con gái thật sự của ba mẹ. Ba mẹ xin lỗi con. Con không thể ở lại phụng dưỡng ba mẹ được nữa. Xin ba mẹ bảo trọng. Thế rồi, hạt kêu lên một tiếng bi thương, rồi cất cánh bay đi, để lại niềm nuối tiếc khôn nguôi trong lòng cặp vợ chồng già. Quả báo oán. Bọn cứu đồ hết cả rồi, ra đây nói chuyện đi. Gì thế? Có ai tìm chúng ta vậy nhỉ? Cái bọn cứu ăn trộm kia, có ra đây không thì bảo. Ai mà sáng sớm đã làm ầm loạn lên thế? Có cho người ta ngủ không thì bảo. Nè, có phải các người hôm qua đã ăn trộm thịt dưới gốc cây của bọn ta không? Là bọn ta ăn đấy, sao nào? Có thức ăn, các người không cất kỹ, lại để trơ ra dưới gốc cây. Bọn người ta không ăn thì cũng có bọn khác ăn, trách ai? Đã ăn cắp rồi lại còn lên mặt thách thức à? Anh quả nâu, chúng ta phải cho bọn láo tét này một bài học đi. Ăn trộm này, vênh váo này. Ui da, đau quá. Lũ quả các ngươi, hãy nhớ lấy mối thù ngày hôm nay đấy. Mọi người, mau vào trong hang đi. Mày đánh ta vậy? Bọn cú đánh lén mọi người ơi. Cho chúng mày biết tay nè, dám đến hang bọn ta gây sự à? Bọn cú này dám đợi lúc chúng ta ngủ say để đánh lén, thù này nhất định phải trả. Nhưng chúng chỉ ra ngoài lúc trời tối, lúc đó chúng ta lại không thấy đường. Lần trước chúng ta bị chúng ta đánh một trận rồi, không dễ gì để dụ được chúng ra khỏi hang vào ban ngày đâu. Trò người chết, cút đi. Từ nay ngươi muốn đi đâu kiếm sống thì đi, đừng có bao giờ để chúng ta thấy mặt. Ủa, đây không phải quả đen sao? Ngươi làm sao mà bị cả đàn quả đuổi đánh thế? Vì hai tộc chúng ta đấu đá nhau nên tôi cố khuyên bày quả đầu hàng, để hai bên đừng ai bị thương nữa. Vậy là họ tức giận đánh đuổi tôi, chửi tôi là đồ phản bội, còn nói hễ nhìn thấy tôi ở đâu là sẽ không tha. Giờ tôi chẳng có nơi nào để về, lại sợ họ đuổi giết tôi nữa, nên tôi đến đây mong các anh mở lòng đại lượng mà thu nhận tôi. Nó là kẻ thù ăn gia của chúng ta, giúp nó không khác gì giúp kẻ thù, không thể thu nhận nó được. Nó cũng vì thuyết phục đồng loại đầu hàng chúng ta mà ra nông nổi này, mà nó nhỏ bé thế kia thì làm gì được chúng ta chứ. Phải đấy, nhìn nó cũng tội nghiệp. Hay chúng ta cứ thu nhận nó cho xong, nó làm gì còn chỗ nào để về chứ. Thôi, cứ cho nó tạm ở đây đi. Cảm ơn các anh, cảm ơn các anh. Cùng là đồng loại, sao mà chúng xuống tay với chú ác thế cơ chứ. Ở với chúng, em bị bắt nạt mãi nên em quen rồi. Băng bó xong rồi thì chú tự lấy thịt mà ăn cho lại sức nha. Em cảm ơn anh cứu vợ ạ. Sống với nhau cùng một bầy rồi thì không cần khách sáo đâu. Đến giờ bọn tôi đi kiếm ăn rồi, chú ở đây tĩnh dưỡng. Sáng mai chúng tôi sẽ mang thức ăn về cho chú. Dạ vâng ạ. Này quả đen, hàng ngày chú tha những cành khô này về hang làm gì thế? Dạ, tổ của chúng ta ở trong hang núi, lại toàn đá lạnh, mùa đông sẽ rét lắm. Tôi gom cỏ khô để lót ổ cho ấm ạ. Chú thật là có tâm, lại còn chăm chỉ hiền lành. Thế mà bầy quạ nỡ đánh đuổi chú. Chúng ta thật sự phải trả thù các anh cứu sao? Chúng đã gây ra cho chúng ta bao nhiêu chuyện như vậy,
chú lại mũi lòng với chúng à? Hay chung sống với chúng sung sướng quá, chú đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi? Không phải vậy, anh đừng nghĩ oan cho em. Vậy thì gắn lành cho tốt đi. Cháy, chạy mau mọi người ơi, hang của chúng ta cháy rồi. Anh cứu mèo đâu rồi? Không thấy quả đen đâu, anh ấy quay lại tìm rồi. Anh cứu mèo, anh quay lại hang tìm mình đi. Thế nào, lũ ăn cắp, các ngươi đã biết hậu quả của việc đánh lén chưa? Hóa ra là bị quả các ngươi đã đốt hang của ta. Cũng nhờ quả đen nghĩ ra khổ nhục kế, hàng ngày tha cỏ khô về hang đá phần đốt mà chúng ta mới dạy được các ngươi một bài học. Chúng ta đã luôn chặt trong nhà mất rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, hãy mau cứu quả đen đi. Quả đen à, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Anh cứu mèo, anh có sao không? Em xin lỗi. Quả đen, không phải chú đã chạy ra khỏi hang rồi sao? Em phải quay lại để cứu anh cứu mèo. Các anh ấy đã đối xử rất tốt với em. Mọi người à, đừng vì chuyện cũ mà đánh nhau nữa. Kết cục cả hai bên đều tổn thất và đều tự biến bản thân thành kẻ xấu cả. Cũng là do chúng ta ăn thịt của họ trước mà không biết xin lỗi, lại còn ngang ngược trả đũa. Chuyện này hôm nay mọi người đừng trách quả đen nữa. Cậu ta đã không ngại nguy hiểm nhảy vào lửa cứu anh, xem như đã biết lỗi. Nhưng cồn tổ của chúng ta đã bị cậu ta đốt sạch, giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng tôi sẽ giúp các anh xây lại tổ. Quả đen nói đúng, hận thù không thể giải quyết bằng hận thù. Các anh không phải kẻ xấu khi đã hết mình giúp đỡ quả đen. Còn chúng tôi cũng không phải là kẻ thích hãm hại mọi người. Thù hận đã biến chúng ta thành những kẻ xấu xa. Từ giờ chúng ta sẽ chung sống hòa bình. Còn chuyện cũ coi như hòa nha. Ừ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.